Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Và sáng hôm nay không biết có anh chị nào di chuyển từ Hóc Môn về công viên Hoàng Văn Thụ không? Thì em mới di chuyển từ đó về đây và kẹt xe từ cầu Tham Lương về tới công viên Hoàng Văn Thụ luôn anh chị. Rất kinh khủng, kẹt xe mà từ cầu Tham Lương quận 12 về tới đây luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi một số con đường ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, rồi đi vào con đường Trần Quốc Hoàn xem sao nha anh chị. Bên kia là nhà thi đấu của khu 7, hôm nay công ty Happy Life họ tổ chức cái sự kiện gì đó, cũng khá là đông. Có quân đội, rồi có xe cứu thương đồ hỗ trợ. Mình đợi dòng xe nó vắng chút xíu rồi mình sẽ đi ra giữa đường anh chị ơi. Đây là con đường Phan Thúc Duyện. Ok, vắng rồi đây. À, tới đoạn này thì cây cầu bộ bắc ngang qua hầm chui. Bắc ngang qua đường hầm Phan Thúc Duyện, Trần Quốc Hoàn thì mèo đang trồng cây quá anh chị ơi. Trồng cây hay là thi công cái gì đây nè. À, cây cầu bắc ngang qua hầm chui đã gần xong rồi nè anh chị. À, cái lối lên xuống họ làm xong luôn rồi. Như vậy là người dân sắp có một cây cầu để đi ngang qua hai bên. Em thấy là gần xong luôn rồi đó anh chị. Họ lót gạch xung quanh hết luôn rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong con đường Trần Quốc Hoàn nha. Phía trên thì đang kẹt xe anh chị nè. Đó, phía trên đang kẹt xe từ đây mà về tới cầu Tham Lương luôn anh chị. Cái đoạn này đang kẹt xe luôn nè. Mà may mắn ở đây kẹt xe thì có hai làn xe hơi thôi, không ai được lấn qua bên đây nữa rồi, cho nên là cái kẹt xe dưới hầm đây nó cũng dễ chịu hơn là kẹt xe ngoài đường. Bởi vì kẹt xe nhưng mà mình vẫn còn một cái lối để mình đi nè. Phải đi nhanh lên xíu bởi vì sau mình còn có người đang đi sau mình nữa. Đang kẹt xe ở đường Cộng Hòa cho nên nó dồn ứ ở đây rất là nhiều luôn anh chị. Bây giờ đi con đường này đi hướng nào cũng ra được Cộng Hòa, mà Cộng Hòa kẹt xe thì gần như cái khu này nó dồn ứ ở đây đây. Và chúng ta vừa đi qua hầm chui, bây giờ mình đi vào bên giữa đây. Rồi, đây là con đường dẫn vào cửa ngõ nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Không biết sáng nay thì mình có được đi vào con đường 18E không? À, mình được đi vào trong rồi nè anh chị. Được đi vào trong lâu rồi, nhưng mà em không có đi quay video nên không cập nhật đây.
Đây là ghe hàng hóa. Ghe hàng hóa. Đây là cái lối mà shipper họ thường vào chở hàng trong ngày. Và đây là ghe hàng hóa của sân bay. Hàng hóa xuống sân bay thì được chuyển vào phía sau cái tòa nhà này anh chị. Xuống phía sau tòa nhà này. Lúc trước thì cái lối này mình không thể vào được, mà bây giờ thì đã đi vào thoải mái rồi anh chị. Và sau này con đường Trần Quốc Hoàng toàn tuyến nó sẽ có hình dáng như thế này anh chị. Toàn tuyến luôn sẽ có hình dáng như thế này đây. Và ở đây chúng ta cùng đi. Ô, cái cây này nè anh chị, cái cây này là không biết sao. Nó được cái bông nó đẹp thôi nhưng mà nó mọc rất là xấu anh chị. Nó ngã về tứ phía luôn. Phải có cây chống cho nó anh chị, chứ không là nó mọc về tứ phía, là ngã qua hướng này, nó ngã qua hướng kia. Cây này nè, bông của nó thì gần như là quanh năm hay sao á. Ở đây người ta đang làm tim đường. Ở đây ta đang làm tim đường anh chị ơi. Doanh trại quân đội. Họ đang đi đường dây điện này. Đường chiếu sáng. Cái cây này hồi nó nhỏ ngoài quê đó, em cũng có trồng ở nhà em rồi. Mà cây này nó mọc, nó tự mọc trong cỏ dại rồi cũng nhiều lắm. Con đường này thì được thông ra Cộng Hòa, nhưng không hiểu tại sao nhiều anh chị lại không chọn con đường này để đi. Có lẽ là con đường này họ mới dành cho xe máy thôi hay sao nè. Con đường này là thông ra được Cộng Hòa luôn anh chị, mà nhiều anh chị không đi con đường này mà đi con đường Thăng Long để ra lại Cộng Hòa. Chúng ta đứng đây để quan sát. Quá đẹp anh chị ha. Con đường quá đẹp, quá rộng. Sau này nó mà được đưa vào sử dụng thì giảm kẹt xe rất là nhiều cho Cộng Hòa, cho con đường Cộng Hòa anh chị. Bởi vì con đường này nó được nới rộng về tới con đường C12 Cộng Hòa và về luôn con đường Phạm Văn Bạch luôn à. Phạm Văn Bạch. Cái ngày mà cắt băng kháng thành hầm, đường hầm Trần Quốc Hoàng Phan Thúc Duyện, Thủ tướng Phạm Minh Chính có nói rằng là đẩy nhanh thi công con đường Trần Quốc Hoàng tới tháng 12 là sẽ xong. Nhưng đến nay vì lý do giải phóng mặt bằng, giá đền bù không thỏa đáng của nhà nước dành cho những hộ dân nằm trong dự án, cho nên đến nay vấn đề giải phóng mặt bằng vẫn chưa được diễn ra suôn anh chị. Vẫn có 83 hộ dân bị ảnh hưởng, và trong đó có nhiều hộ dân chưa hài lòng với giá đền bù mà nhà nước đưa ra. Đây là một cái sân bóng đá và tổ chức nhiều sự kiện bóng đá. Bên ngoài mình có thể vào được bên trong luôn anh chị. Vừa rồi thì các lãnh đạo thành phố xuống và có nói một câu: cố gắng vận động người dân, bởi vì dự án này. Ủa, mình được đi vào trong luôn rồi ta. Bởi vì dự án này sau khi được đưa vào sử dụng thì cũng sẽ có lợi cho người dân, nhưng thực sự đó là câu nói suông thôi anh chị. Chứ làm gì mà lúc trước thì mình ở khu này, sau khi giá đền bù xong thì mình không phải đủ tiền mua được một căn nhà trong cái khu quận Tân Bình mà phải về Hóc Môn để mua luôn. Thì đâu là có lợi cho người dân bây giờ. Cho nên người dân họ không chịu thì cũng đúng thôi. Từ một căn nhà đẹp đẽ ở quận Tân Bình mà phải chuyển về Hóc Môn hoặc chuyển vào các cái ngõ hẹp trong các cái con quận trung tâm thì ai mà chịu được. Nếu là em thì em cũng không đồng ý nữa. Chính vì vậy mà việc giải phóng mặt bằng để thi công hoàn tất con đường Trần Quốc Hoàng phải chậm tới 4 tháng anh chị. Như vậy là trong 30 tháng 4 năm 2025 thì sẽ xong. Và vấn đề mệt mỏi nhất bây giờ chính là giải phóng mặt bằng. Và trong ngày 10 tháng 11 này thì họ sẽ giải ngân một số tiền cho những hộ dân đã đồng ý với giá đền bù để
họ chuyển đi nơi khác hoặc nhà nước sẽ hỗ trợ tái định cư cho họ. Đây là con đường 18E Cộng Hòa. Tại sao nhiều anh chị không đi con đường này mà chấp nhận đứng lại ngay con đường Thăng Long vậy ta? Đây là con đường số 18E Cộng Hòa này anh chị. Đây là con đường ra đường Cộng Hòa nha anh chị. Đây là những cái tòa nhà mà quanh khu vực sân bay. Thì phần lớn quanh khu vực sân bay gần như là không có tòa nhà nào được xây cao cả. Đúng không anh chị? Có lẽ là trong thời gian vừa qua em không đi quay video, và đã có nhiều anh chị quay con đường này, khu vực này rồi. Và bây giờ em là người chắc là quay sau cùng rồi. Danh chào quân đội nhân dân. Quanh khu vực sân bay thì phần lớn tới gần như 100% là đất của quốc phòng. Và có những công ty bên ngoài họ vào thuê thì họ chỉ thuê mặt bằng thôi, đúng không? Có một vài cái cơ sở họ không được nhà nước, Bộ Quốc phòng không sử dụng thì người ta cho thuê thôi. Mà cho thuê cũng phần lớn là những công ty lớn của nhà nước, ví dụ như tập đoàn quân đội Viettel thì họ được thuê trong khu này. Ở đây những cái hàng rào rất là đẹp, rất là kiên cố được xây dựng. Thì cũng có một vài bạn thì nói em đừng quay con đường này nữa, bởi vì con đường này hiện nay đã dừng thi công. Nhưng mà do lâu rồi em không đi con đường này cho nên hôm nay em đi vào. Thứ nhất là mình để mình ngắm con đường này cho nó thỏa thích anh chị. Bởi vì mình đã trải qua một thời gian dài mong ngóng cái con đường này hoàn thành rồi. Cho nên hôm nay mình vào trước tiên là cho mình nhìn cho nó đã con mắt mình anh chị. Mình nhìn cho nó sướng con mắt mình trước rồi. À bên trong không biết được vào không cha? Bên trong chắc mấy bạn cũng vào quay hết rồi. Trong video này em sẽ đi đoạn này trước, sau đó thì em phải sạc pin chút xíu rồi và đi vào cái đoạn trong khi sâu anh chị nha. Và được ngắm nhìn con đường này cũng là một may mắn rồi anh chị. À, một may mắn chứ em nghĩ là khó có con đường nào ở Sài Gòn mà nó rộng rãi thoáng mát và đẹp như con đường này đâu. Thật sự là từ khi vào Sài Gòn sinh sống và làm việc thì đây là lần đầu tiên mình có được đi trên những con đường đẹp như thế này. Chứ ngoài ra ở Sài Gòn toàn là những con đường xưa cũ, những con đường dành cho Sài Gòn ngày xưa rồi. Lúc đó dân số còn ít lắm. Bây giờ thì dân số quá đông, các con đường trở nên quá tải, chật hẹp. Luôn xảy ra tình trạng kẹt xe, như sáng nay em đã đi từ Tham Lương về tới Hồ Văn Thụ, phải nhích từng chút một. Rất là cực luôn. Và lúc đó trong đầu mình rất là thâm phục những người chạy rap, những người làm YouTuber mà họ ra video đều đặn. Đó thật sự là những con người nghị lực và có sức khỏe tốt. Và video tới đây cũng đã hoàn thành một cái đoạn ngắn. Em xin gửi lời cảm ơn tới anh chị đã từng xem kênh, xem video của em. Em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Và cuối cùng